Bảo Long và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức về giải trí. Ngày hôm nay là buổi sáng của ngày thứ hai đầu tuần, ngày 28 tháng 10 năm 2024. Loan Lộc kính chúc quý vị tuần lễ mới thật nhiều niềm vui và xin chúc quý vị luôn gặp những điều may mắn. Mùa lễ Halloween đã đến, xin phép cho Lộc và Loan mặc những bộ đồ trang phục của Halloween, mong mang lại không khí của mùa lễ Halloween. Và sau bản tin chính, cứ mong quý vị cùng chia sẻ với lá thư tìm người thân. Đeo mắt kiến cho ngầu một chút, nhưng mà không thấy đường đọc chữ. Lộc xin phép được tháo mắt kiến. Các nhà nghiên cứu cho biết, chất xơ có thể giúp giảm nguy cơ ung thư ruột. Quận Riverside, miền Nam California, giám đốc họ bất vụ lợi Queer Worlds, biển thủ gần cả triệu đô la. Cảnh sát bắt giữ nhạc sĩ Lil Durk, tình nghi thuê người giết một nhạc sĩ đối thủ. Dân biểu gốc Việt Quang Nguyễn được hội ủng hộ quyền mang súng ở Arizona vinh danh là nhà lập pháp của năm 2024. Quận Cao, miền Nam California, lo ngại về các trung tâm điều trị nghiện ngập tại nhà, gây mất an ninh toàn khu phố. Tin từ Arizona, bác sĩ Linh Cao Nguyễn nhận tội gian lận nhiều triệu đô la tiền bảo hiểm. Tin từ Houston, một người đàn ông gốc Việt đã bị bắt sau khi bị cáo buộc vũ trang bằng dao rửa và đốt nhà hàng xóm của mình. Lệnh truy nã được ban hành trên khắp Hoa Kỳ cho một người đàn ông tình nghi sát nhân ở Tennessee vào tuần trước. Cựu Tổng thống Clinton xuất hiện vào ngày thứ Bảy tại tiệm cà phê Factory Little Sài Gòn, quận Cam, trong khi vận động cử tri hãy bầu cử cho ứng cử viên Derek Trần. Các viên chức tình báo Hoa Kỳ cho rằng một đoạn video lan truyền trực tuyến cho thấy các lá phiếu gửi qua thư bị phá hủy ở vùng ngoại ô quan trọng của Pennsylvania là do Nga thực hiện. Cựu Tổng thống Donald Trump tổ chức vận động tại nhà thi đấu Madison, Phó Tổng thống Harris vận động cử tri ở Philadelphia. Tình hình bầu cử sớm ở các tiểu bang, cựu Tổng thống Donald Trump vẫn dẫn trước, Phó Tổng thống Harris đuổi xích sao. Quảng cáo chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump được phát sóng trong trận đấu Bengals-Eagles đánh vào quản trị viên chính phủ Biden-Harris về các chủ đề chính. Cựu Tổng thống Donald Trump hứa sẽ ngăn Thế chiến thứ ba bằng cách mau chóng dẹp cuộc chiến ở Ukraine và hỗn loạn ở Trung Đông. Barron Trump, con trai út của cựu Tổng thống Donald Trump, làm cố vấn podcast không chính thức cho cha mình. Bà Hillary Clinton cho rằng mình đã thua vào năm 2016 là vì cựu giám đốc FBI. 20 thành phố giá nhà sẽ tăng mạnh trước cuối năm 2025. Một công ty ở California dùng trí tuệ nhân tạo để giả mã ngôn ngữ động vật. Tin từ Canada, hai vợ chồng luật sư đã bị kết án 30 ngày tù tại nhà tù vì không nộp hồ sơ biển thủ 6 triệu 500 ngàn đô la. Hàng ngàn quân nhân của Bắc Hàn đã đến Kursk để giúp quân Nga đẩy lùi quân Ukraine. Tổng thống Nga Putin nói Nga sẽ đáp trả nếu phương Tây giúp Ukraine tấn công sâu vào nước Nga. Tin từ Anh Quốc, những kẻ lừa đảo lấy đi một lượng lớn phô mai cheddar làm bằng thủ công trị giá 400 ngàn đô la. Đợt dội bom của Israel làm Iran chậm một năm sản xuất hỏa tiễn. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ ngừng cung cấp vũ khí cho Đài Loan và ngừng những hành động nguy hiểm của mình tại eo biển Đài Loan. Thêm Việt Nam, nộp 1 triệu 300 ngàn đô la khắc phục hậu quả, chồng của bà Trương Mỹ Lan được gỡ phong tỏa tài sản. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của sáng ngày hôm nay là giá vàng và giá xăng dầu mới nhất. Giá vàng thế giới của ngày hôm nay là 2.742 đô la 28 cent một ounce, giảm 5 đô la 81 cent so với ngày hôm qua là 2.748 đô la 09 cent một ounce. Giá dầu Brent là 76 đô la 05 cent một thùng. Giá dầu WTI là 72 đô la 20 cent một thùng. Các nhà nghiên cứu cho biết chất xơ có thể giúp giảm nguy cơ ung thư ruột. Tỷ lệ ung thư ruột ngày càng cao, đặc biệt là người trẻ tuổi, và đây là loại ung thư phổ biến thứ ba trên thế giới hiện nay. Trong khi đó, đa số người dân ở Hoa Kỳ chỉ ăn khoảng một nửa lượng chất xơ cần thiết mỗi ngày. Các nhà khoa học cho rằng sự thiếu hụt chất xơ trong việc ăn uống có thể là một trong những nguyên nhân khiến cho tỷ lệ ung thư ruột già tăng lên, đặc biệt là ở giới trẻ. Nhà chuyên môn dinh dưỡng từ Viện Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ AICR Karen Collin đã cho biết, đã có nhiều bằng chứng khoa học cho thấy ăn nhiều chất xơ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột. Chất xơ không chỉ giúp cải tiến hệ tiêu hóa mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhà chuyên môn dinh dưỡng Jan Messer, chủ tịch Hội Dinh dưỡng New Hampshire, giải thích rằng chất xơ giúp cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh, giảm mức cholesterol LDL là loại mỡ xấu, để giúp cho tim mạch khỏe mạnh, điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, giúp kiểm soát được cân nặng vì tạo cảm giác no dai,
cung cấp dinh dưỡng cho các vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Theo Alice Lichtenstein, giám đốc nhóm nghiên cứu dinh dưỡng cho hệ tim mạch tại trung tâm Jean Mayer USDA thuộc Đại học Stokes, chất xơ là một loại carbohydrate không tiêu hóa được, vẫn ở lại trong ruột già sau khi các thành phần dinh dưỡng khác của thức ăn đã được hấp thụ. Chất xơ có hai loại, hòa tan và không hòa tan. Mỗi loại có chức năng và lợi ích khác nhau. Chất xơ hòa tan là soluble fiber giúp tạo khối lượng cho phân, hoạt động như một chiếc chổi nhẹ nhàng đi qua ruột và quét sạch chất thải ra khỏi cơ thể một cách hiệu quả. Đồng thời chất xơ hòa tan liên kết với các axit mật chứa cholesterol và tống ra hết khỏi cơ thể, giúp giảm mỡ xấu. Chất xơ hòa tan cũng giúp phân dễ dàng thành khối hơn và mềm hơn, giảm đầy hơi và táo bón. Chất xơ không hòa tan có tác dụng hấp thụ chất lỏng và tạo thành một chất gel. Chất này làm chậm quá trình tiêu hóa, kéo dài cảm giác no và có thể giúp giảm cân. Ngoài ra, chất xơ không hòa tan còn giúp tăng độ nhảy insulin, điều hòa lượng đường trong máu, giảm nguy cơ bị tiểu đường và tiền tiểu đường. Chất xơ hòa tan có trong chuối, táo, trái cây họ cam quýt, đậu hòa lan, carrot, đậu đen, đậu lima, cải Brussels, lúa mạch, yến mạch và bơ. Chất xơ không hòa tan có trong bột mì nguyên chất, các loại hạt, cám lúa mì, đậu xanh, bông cải và khoai tây. Cả hai loại chất xơ đều đã được chứng minh là có lợi cho tim mạch và giúp giảm sưng viêm để phòng ngừa các bệnh liên quan đến tim mạch và viêm khớp. Ngoài ra, đây còn là nguồn dinh dưỡng quan trọng cho các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, đóng vai trò quan trọng như sản xuất hormone và tăng cường hệ thống miễn dịch. Một trong những lợi ích lớn nhất khi ăn đầy đủ chất xơ sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột. Nghiên cứu ở châu Âu năm 2023 chỉ ra rằng những người ăn nhiều chất xơ ít có nguy cơ bị ung thư ruột. Nhiều nghiên cứu về sau cũng liên tục cho thấy những kết quả tương tự. Các nghiên cứu cũng cho thấy chất xơ giúp giảm nguy cơ ung thư ruột bằng cách đẩy phân di chuyển nhanh hơn. Theo các bác sĩ và các nhà nghiên cứu tại Weill Cornell Medical Center của New York, việc này sẽ giảm thời gian các chất thải tiếp xúc với tế bào trong ruột, rất quan trọng vì phân có thể chứa các chất gây ung thư từ thịt đỏ và thực phẩm chế biến sẵn. Quận Riverside, miền Nam California, giám đốc họ bất vụ lợi QueerWorks, biển thủ gần cả triệu đô la. Người sáng lập QueerWorks có trụ sở tại Palm Springs đã bị truy tố 53 tội danh trọng tội trong một âm mưu cáo buộc biển thủ hơn 940.000 đô la tiền công quỹ dành cho khách hàng giới tính thứ ba. Biện lý quận Riverside đã cáo buộc Jacob Joseph Aaron Rostovsky ăn cắp tiền tài trợ từ khách hàng của mình tại phiên tòa xét xử ngày thứ ba. Tổ chức phi lợi nhuận của Rostovsky có mục đích giúp đỡ cộng đồng người chuyển giới và người giới tính thứ ba. Hiện phiên tòa vẫn đang tiếp tục để điều tra về lời của các nhân chứng. Cảnh sát bắt giữ nhạc sĩ Lil Durk, tình nghi thuê người giết một nhạc sĩ đối thủ. Lil Durk là ca sĩ nhạc rap từng đoạt giải Grammy, đã bị bắt ngày thứ Năm gần phi trường quốc tế Miami vì vai trò của anh ta trong một âm mưu thuê giết người, theo AP. Durk tên khai sinh là Durk Devonte Banks, bị cáo buộc đã trả tiền cho một vụ ám sát nghệ sĩ nhạc rap đối thủ Condo Rondo ở Los Angeles vào năm 2022, dẫn đến cái chết của anh họ Rondo là Xavier A. Robinson. Năm thành viên khác trong nhóm nhạc rap Chicago của Durk cũng bị bắt vì là đồng phạm. Vụ nổ súng xảy ra ngoài trời tại một cây xăng ở một ngã tư đông đúc gây nguy hiểm cho nhiều người khác trong khu vực. Luật sư Martin Estrada đã cho biết trong một thông cáo báo chí về những gì ông gọi là một vụ giết người máu lạnh. Tội phạm súng bạo lực kiểu này đang tàn phá cộng đồng của chúng ta và chúng tôi sẽ không khoan nhượng đối với những kẻ thực hiện các hành vi bạo lực tàn nhẫn như vậy. Vụ giết người bất thành này được cho là để trả thù cho một vụ giết nghệ sĩ nhạc rap King Von tại một hộp đêm ở Atlanta vào tháng 11 năm 2020, sau khi anh này và Rondo cãi nhau và một người bạn của Rondo đã rút súng và bắn chết Von. Dirt được cho đã thề sẽ trả tiền thưởng cho bất cứ ai giết được Von. Dirt là một nghệ sĩ hàng đầu trong thể loại nhạc drill, đã thắng giải Grammy vào năm nay cho ca khúc All My Life của mình, một sự cộng tác với rapper J. Cole. Dân biểu gốc Việt Quang Nguyễn được hội ủng hộ quyền mang súng ở Arizona vinh danh là nhà lập pháp của năm 2024. Dân biểu tiểu bang Arizona được Liên đoàn Phòng vệ Công dân Arizona AZCTL trao tặng danh hiệu nhà lập pháp của năm 2024. Giải thưởng này ghi nhận lòng trung kiên tận tụy của ông Quang Nguyễn trong việc bảo vệ quyền công dân theo tu chính án thứ hai.
Thông cáo báo chí từ AGCGL cho biết lễ trao giải diễn ra trong cuộc họp thường niên lần thứ 19 tại Phoenix vào ngày thứ Bảy 19 tháng 10. Được biết đến trong vai trò Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, Quang Nguyễn tạo ra ảnh hưởng trong việc thúc đẩy nền luật pháp có lợi cho chủ sở hữu súng ống và cản trở tất cả sáng kiến có thể đe dọa đến quyền của người sở hữu súng ống. Dân biểu tiểu bang Quang Nguyễn thuộc đảng Cộng Hòa cho biết, tôi vô cùng vinh dự khi được AGCGL công nhận. Ông tuyên bố trong thông cáo báo chí, bảo vệ tôi chánh án thứ hai là trách nhiệm mà tôi nhất quyết bảo đảm và tiếp tục sát cánh cùng người dân Arizona trong việc giữ vững quyền sở hữu súng của họ. AGCDL là một tổ chức bất vụ lợi phi đảng phái, ủng hộ các quyền được nêu trong cả Hiến pháp Hoa Kỳ lẫn Hiến pháp Arizona. Việc AGCDL vinh danh ông Quang Nguyễn giúp vai trò đứng đầu của ông trở nên nổi trội như việc ông liên tục cam kết giữ vững nguyên tắc được cư dân Arizona coi trọng. Là Chủ tịch Ủy ban định hướng pháp lý tại tiểu bang, dân biểu Quang Nguyễn đóng vai trò rất quan trọng với những người tập trung vào việc bảo vệ các quyền hiến định của họ. Quận cao miền Nam California lo ngại về các trung tâm điều trị nghiện ngập tại nhà gây mất an ninh toàn khu phố. Giới chức trách của tiểu bang và địa phương của quận Cam ngày thứ Sáu đã kêu gọi cần phải quản lý tốt hơn các trung tâm điều trị và phục hồi tại nhà sau khi một cuộc kiểm tra gần đây cho thấy những lo ngại nghiêm trọng về cách thức kiểm tra và giám sát các trung tâm này. Cuộc kiểm tra phát hiện rằng các trung tâm đôi khi tập trung ở các khu dân cư, điều mà tiểu bang cho phép, nhưng việc giám sát của tiểu bang không phải lúc nào cũng kịp thời hoặc kỹ lưỡng, theo một tờ tin tức do Văn phòng Kiểm toán California cung cấp. Cuộc kiểm tra của Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe Department of Healthcare Services, nơi quản lý các trung tâm điều trị của tiểu bang cho thấy miền Nam California là nơi có nhiều trung tâm điều trị giúp cho 6 cư dân trở xuống. Hãy nhìn vào tất cả các trung tâm này ở quận Cam. Giám sát viên Katrina Foley, người đại diện cho khu vực thứ 5 của quận Cam, cho biết trong một cuộc họp báo vào ngày thứ Sáu, bà đã nhắc đến từng điểm đánh dấu màu xanh lam trên bản đồ, xác định là một trung tâm điều trị ma túy và rượu tại nhà. Theo các giới chức, quận Cam có nhiều trung tâm như vậy hơn bất cứ quận nào khác trong tiểu bang. Nếu chúng ta có thể quản lý tất cả những điều khác này ở California, chúng ta có thể quản lý thời điểm mọi người có ý định chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất của chúng ta trong thời điểm yếu đuối nhất của họ. Foley cho biết, cuộc kiểm tra cho thấy tiểu bang không giới hạn số lượng trung tâm trong một khu vực nhất định. Tiểu bang cũng không yêu cầu giấy phép đối với những trung tâm hồi phục có 6 người trở xuống. Chúng tôi không biết có bao nhiêu ngôi nhà như vậy trong cộng đồng của chúng tôi. Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn cho biết, có thể có hàng trăm ngôi nhà như vậy. Các nhà đứng đầu tiểu bang và quận cho biết, những phát hiện của cuộc kiểm tra cho thấy bệnh nhân trong các trung tâm và những người sống xung quanh họ không an toàn. Tin từ Arizona, bác sĩ Linh Cao Nguyễn nhận tội gian lận nhiều triệu đô la tiền bảo hiểm. Một bác sĩ ở Peoria đã bị kết án 2 năm tù tại Tucson vì tội gian lận chăm sóc sức khỏe. Theo văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại Arizona, bác sĩ Linh Cao Nguyễn, 51 tuổi, đã gian lận các chương trình chăm sóc sức khỏe trong nhiều năm, bao gồm Medicare, TRICARE, AHCCCS, Blue Cross Blue Shield và United Healthcare. Nguyễn đã nhận tội gian lận chăm sóc sức khỏe vào ngày 19 tháng 3, 2024. Theo các nhà chức trách, Linh Cao Nguyễn đã cố tình nộp hàng ngàn yêu cầu để trả tiền giả mạo và làm giả hồ sơ bệnh nhân để tránh bị phát hiện. Linh Cao Nguyễn đã lừa bảo hiểm khoảng 3 triệu 700 ngàn đô la và theo một phần bản án, ông ta đã bị lệnh phải trả hơn 1 triệu 100 ngàn đô la tiền bồi thường cho các công ty bảo hiểm. Linh Cao Nguyễn cũng bị lệnh phải trả hơn 2 triệu 500 ngàn đô la cho chính phủ trong một thỏa thuận dân sự đặc biệt. Tin từ Houston, một người đàn ông gốc Việt đã bị bắt sau khi bị cáo buộc vũ trang bằng dao rựa và đốt nhà hàng xóm của mình. Phi Lê Nguyễn, 46 tuổi, phải đối mặt với 2 tội danh đốt phá và 2 tội danh tấn công nghiêm trọng liên quan đến việc này. Đoạn video giám sát do Eyewitness News thu thập được cho thấy, ông Nguyễn đi bộ qua đường đến nhà hàng xóm trên đường Brighton Hollow Land vào chiều thứ Tư. Chủ nhà nói rằng Nguyễn đổ xăng vào bên hông nhà và đốt, nhưng dễ dàng dập tắt được. Có thể nhìn thấy vết cháy xém trên một phần mặt tiền bằng gạch và bãi cỏ. Vài phút sau thì ông Nguyễn được tìm thấy đang tiến đến một nhà người hàng xóm khác. Trong video, ông đang hút thuốc và cầm một lon xăng trên một tay và một con dao rửa trên tay kia. Sau đó ông đổ xăng lên lối đi trước khi đi ra khỏi khung hình. Đó là lúc chủ nhà nói rằng Nguyễn đã đổ xăng vào nhà của bà và đốt lửa. Ngọn lửa này dường như chỉ thiêu rụi một phần của bãi cỏ. Phi Lê Nguyễn đã bước ra đường và đứng nhìn vụ cháy trước khi vung dao rửa xung quanh.
Hồ sơ cáo buộc Phi Lê Nguyễn đã đe dọa chủ nhân thứ hai bằng dao rựa, cũng như là một cảnh sát của quận Harris tới nơi để ứng cứu. Lệnh truy nã được ban hành trên khắp Hoa Kỳ cho một người đàn ông tình nghi sát nhân ở Tennessee vào tuần trước. Vào đêm thứ Bảy 26 tháng 10, Sở Cảnh sát quận Monroe yêu cầu công chúng giúp tìm bắt Nicholas Wade Hamlet, 45 tuổi, tình nghi tội giết người. Giới chức cho CBS hay người này có những sự liên quan khắp các tiểu bang Montana, Tennessee, Alabama, Alaska, Kentucky và Florida. Hamlet cao 5 feet 7, nặng 170 pound, tóc nâu, mắt xanh, được cho là có vũ khí và nguy hiểm. Nơi lẩn trốn của nghi can chưa bị phát giác, và nếu như ai có nhìn thấy ông ta thì xin hãy gọi 911, chứ không nên tìm cách đến gần. Trước 11 giờ 35 phút đêm 18 tháng 10, Sở Cảnh sát quận Monroe nhận được cuộc điện thoại từ quận Port, Tennessee về một người đang đi bộ và gặp nạn cần giúp, có tên là Brandon Andrade. Theo thông báo từ cảnh sát, người đàn ông đã nói với cảnh sát rằng ông bị rơi xuống từ một vách đá trong lúc bị gấu rượt và ông bị thương một phần thân thể ở dưới nước. Cảnh sát lần theo tín hiệu điện thoại tìm thấy địa điểm của ông tại cầu Charles Hall ở Tellico Plains, cách Chattanooga 80 dặm về hướng Tây Bắc. Khi nhân viên cấp cứu và cảnh sát tới nơi, họ tìm thấy xác của một người đàn ông với giấy tờ nhận diện của Andrade, liền đem về trung tâm giảo nghiệm tử thi ở quận Knox. Khi cảnh sát điều tra thì biết được rằng người đàn ông thiệt mạng này không phải là Andrade và giấy tờ tùy thân của Andrade đã bị đánh cắp, dùng cho nhiều trường hợp rồi. Sau đó, cảnh sát đã biết thêm Hamlet đã dùng căn cứ của Andrade và đang bị truy nã ở Alabama do vi phạm luật quản thúc. Giới chức cũng khám phá ra rằng Hamlet đã dùng cái tên giả đó khi gọi cầu cứu ở quận Knox, rồi sau đó bỏ trốn khỏi căn nhà ở Tennessee trước khi danh tánh bại lộ. Cảnh sát của địa phương đã kết hợp với cơ quan điều tra liên bang FBI để truy nã Hamlet, đồng thời nhận dạng người đàn ông thiệt mạng. Vụ án đang trong vòng điều tra, cảnh sát kêu gọi ai biết những tin tức xin báo với cảnh sát. Cựu Tổng thống Clinton xuất hiện vào ngày thứ Bảy tại tiệm cà phê Factory Little Sài Gòn, quận Cam, trong khi vận động cử tri hay bầu cử cho ứng cử viên Derek Trần. Cựu Tổng thống Bill Clinton đã bất ngờ ghé quán cà phê Coffee Factory Westminster để vận động cho luật sư Derek Trần, người đang ứng cử dân biểu liên bang địa hạt 45 vào ngày thứ Bảy ngày 26 tháng 10. Chỉ một vài nhân viên an ninh và ban vận động của ông Derek Trần biết trước, hầu hết những người khách ngồi uống cà phê phía trước và trong nhà hàng đều bất ngờ. Khi đến nơi, cựu Tổng thống Clinton được luật sư Derek Trần đón ngay khi bước ra khỏi xe. Ông bước vào bên trong, bắt tay và chụp hình với một số người. Sau đó ông đến quầy lấy một ly cà phê sữa đá và hai cái bánh nướng và trả lời phỏng vấn nhanh với một số cơ quan truyền thông. Khi trả lời phỏng vấn, cựu Tổng thống Clinton cho biết lý do luật sư Derek Trần nên trở thành dân biểu Hoa Kỳ vì ông có giá trị tốt, ông hiểu cuộc khủng hoảng kinh tế mà nhiều gia đình Mỹ phải đối diện. Quý vị biết không, nếu chúng ta quản trị một tiệm thuốc Tây, nhất là trong thời gian đại dịch COVID-19, quý vị sẽ thấy tất cả. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Luật sư Derek Trần ủng hộ mạnh mẽ sự thay đổi mà phía Dân Chủ đang đề nghị, bao gồm $35 một tháng cho insulin cho người bị tiểu đường, chỉ trả tối đa $2,000 một năm tiền thuốc và bảo vệ người có tiền bệnh. Ngoài việc làm luật sư, ông Derek Trần và vợ hiện làm chủ một tiệm thuốc Tây ở Anaheim. Luật sư Derek Trần đảng Dân Chủ hiện đang tranh cử với dân biểu Michelle Steele đảng Cộng Hòa trong địa hạt, bao gồm vùng Little Sài Gòn, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất tại hải ngoại. Các viên chức tình báo Hoa Kỳ cho rằng một đoạn video lan truyền trực tuyến cho thấy các lá phiếu gửi qua thư bị phá hủy ở vùng ngoại ô quan trọng của Pennsylvania là do Nga thực hiện. Một viên chức liên bang nói với USA Today vào thứ Sáu rằng các nhà chức trách tin rằng đó là sự thật. Dựa trên các chi tiết cụ thể của đoạn video và thực tế, nó nhắm vào Phó Tổng thống Harris và gia tăng cơ hội đắc cử cho cựu Tổng thống Trump. Chưa đầy 12 tiếng sau, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia OGNI xác nhận đánh giá trong một tuyên bố đưa ra vào tối thứ Sáu với FBI và Cơ quan An ninh mạng và Hạ tầng CISA của Bộ An ninh Nội địa. Đoạn video lan truyền vào thứ Năm cho thấy một chồng bao thư đựng phiếu bầu đã bị niêm phong trên bàn khi một người đàn ông không rõ danh tính đã tiến đến mở chúng ra, xé các lá phiếu gửi qua thư có phiếu bầu cho cựu Tổng thống Donald Trump và trả lại các lá phiếu cho Phó Tổng thống Kamala Harris. Cựu Tổng thống Donald Trump tổ chức vận động tại nhà thi đấu Madison, Phó Tổng thống Harris vận động cử tri ở Philadelphia.
Cựu Tổng thống Donald Trump đã tổ chức một cuộc vận động tranh cử tại nhà thi đấu Madison Square Garden ở New York vào ngày hôm qua Chủ nhật, một buổi vận động tranh cử nổi bật tại một tiểu bang đã ủng hộ cựu Tổng thống của Đảng Cộng Hòa lần gần đây nhất là vào năm 1984. Đối thủ của ông là Phó Tổng thống Harris cũng đang bận rộn hành động ở Philadelphia, thành phố lớn nhất và là thành trì của Đảng Dân Chủ tại tiểu bang Pennsylvania, nơi phải giành cho được một cuộc chiến thắng. Bà cũng dừng chân tại một tiệm cắt tóc của người gốc Phi Châu và một nhà hàng của người Puerto Rico để kêu gọi mọi người đi bỏ phiếu. Cuộc vận động của cựu Tổng thống Donald Trump ở Manhattan, thành phố New York, hy vọng sẽ dựa vào sức mạnh của các ngôi sao để mang lại sự ủng hộ của các ứng cử viên tại địa phương chạy đua vào quốc hội trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Cựu Tổng thống Donald Trump, một nhân vật nổi tiếng ở New York trong nhiều thập niên, sẽ sử dụng sự vận động này tại địa phương nổi danh để đưa ra tuyên bố cuối cùng cho chiến dịch tranh cử nhắm vào bà Harris. Cựu Tổng thống Donald Trump gần đây đã nói rằng ông chú trọng tiểu bang New York. Khi cựu Tổng thống Ronald Reagan tái đắc cử chức Tổng thống là lần gần đây nhất tiểu bang New York ủng hộ một ứng cử viên Đảng Cộng Hòa làm Tổng thống. Tỷ phú Elon Musk cũng đã xuất hiện trong buổi vận động. Ông thay mặt cho cựu Tổng thống Donald Trump và đã tặng cho 119 triệu đô la cho nhóm chuyên trách về chi tiêu ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump. Nhóm này đang giúp vận động cử tri ở tiểu bang có mức cạnh tranh gay gắt nhất. Các cuộc thăm dò cho thấy hai ứng cử viên đối nghịch đang bám sát nhau ở các tiểu bang quan trọng sẽ quyết định cuộc bầu cử khi chỉ còn hơn một tuần nữa là đến ngày bầu cử. Nền kinh tế Hoa Kỳ đã tốt hơn so với phần còn lại của thế giới kể từ cuộc khủng hoảng COVID và thị trường chứng khoán đã đạt mức cao kỷ lục trong năm nay. Nhưng giá thực phẩm, điện nước, gas, xăng dầu và chi phí nhà ở vẫn cao đã khiến cho cử tri tức giận. Họ tin rằng nền kinh tế đang sai hướng. Tình hình bầu cử sớm ở các tiểu bang, cựu Tổng thống Donald Trump vẫn dẫn trước, Phó Tổng thống Harris đuổi xích sao. Tại Arizona, Đảng Cộng Hòa gia tăng số phiếu hơn Đảng Dân Chủ, Cộng Hòa được 279.730 lá phiếu, Đảng Dân Chủ được 242.879 lá phiếu. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu chung thấp hơn năm 2020 và tỷ lệ cử tri của Đảng Cộng Hòa cao hơn so với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, nhưng thấp hơn cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Cử tri Đảng Cộng Hòa dường như có nhiều năng lượng hơn ở các vùng nông thôn quan trọng và Đảng Dân Chủ đang tụt hậu về tỷ lệ cử tri trên toàn tiểu bang so với những năm trước. Tại quận Maricopa, một chiến trường quan trọng, chiều hướng phản ảnh sự thể hiện mạnh mẽ hơn của Đảng Cộng Hòa, mặc dù kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào sự liên tục về tỷ lệ của cử tri đi bỏ phiếu. Wisconsin, Đảng Cộng Hòa đang lợi thế hơn hẳn các năm trước. Đến ngày hôm nay, số phiếu của Đảng Dân Chủ chỉ hơn Đảng Cộng Hòa 9.000 phiếu. Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ gặp khó khăn ở đây, tất cả tùy thuộc vào ngày bỏ phiếu chính. Nếu giữ nguyên như thế này, thì cả Phó Tổng thống Kamala Harris và Đảng Dân Chủ sẽ thua. Kết quả bỏ phiếu sớm tại Michigan, số phiếu của Đảng Cộng Hòa giảm và số phiếu của Đảng Dân Chủ tăng. Cựu Tổng thống Trump có thể gặp khó khăn ở đây và sẽ tùy thuộc vào ngày bầu cử. Bỏ phiếu tại Florida, Đảng Cộng Hòa tiếp tục dẫn trước gần 97.000 phiếu và cựu Tổng thống Donald Trump gần như sẽ chắc chắn thắng ở tiểu bang này. Tại Pennsylvania, Đảng Dân Chủ có thêm hơn 24.000 phiếu. Có thể năm nay họ sẽ cần đến 450.000 chứ không phải 400.000 phiếu vì số người đi bầu đông hơn. Đảng Dân Chủ hiện được 647.716 phiếu và Đảng Cộng Hòa có 300.307 phiếu. Quảng cáo chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump được phát sóng trong trận đấu Bengals-Eagles đánh vào quản trị viên chính phủ Biden-Harris về các chủ đề chính. Một quảng cáo mới cho chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump và Phó Tổng thống ứng cử J.D. Vance được phát sóng trong trận đấu Philadelphia Eagles và Cincinnati Bengals vào ngày Chủ nhật. Trận đấu diễn ra tại sân vận động Paycor ở Cincinnati. Ohio và Pennsylvania là một trong những tiểu bang quan trọng mà cựu Tổng thống và Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa có thể sẽ phải giành chiến thắng trên đường đua đến Tòa Bạch Ốc. Quảng cáo sẽ có hình ảnh cựu Tổng thống Trump đối chiếu nhiệm kỳ Tổng thống của ông với chính quyền Biden-Harris. Ông sẽ tấn công Tòa Bạch Ốc hiện tại vì lạm phát và lãi suất gia tăng, cũng như số lượng người di cư vượt biên giới Hoa Kỳ bất hợp pháp ngày càng tăng. Chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, vĩ đại hơn bao giờ hết, cựu Tổng thống nói trong quảng cáo. Quảng cáo cũng sẽ có các thông điệp từ Chủ tịch UFC Dana White, cựu dân biểu Tulsi Gabbard, người nổi tiếng Amber Rose và gia đình của cựu Tổng thống Trump.
cựu Tổng thống Donald Trump thực sự đang đặt mạng sống của mình vào tình thế nguy hiểm và ông ấy sẵn sàng mạo hiểm tất cả vì ông ấy yêu quốc gia này, White đã nói trong quảng cáo. Chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump đã diễn ra rầm rộ tại các sân vận động bóng đá trong vài tuần qua khi ngày bầu cử đang đến gần. Cựu Tổng thống đã được nhìn thấy tại các trận đấu bóng đá ở các trường đại học và đang chuẩn bị xuất hiện vào cuối tuần tới trong trận đấu giữa Pennsylvania và Ohio. Cựu Tổng thống Donald Trump hứa sẽ ngăn Thế chiến thứ ba bằng cách mau chóng dẹp cuộc chiến ở Ukraine và hỗn loạn ở Trung Đông. Cựu Tổng thống Donald Trump đồng thời cũng cảnh báo rằng thế giới đang rất gần với cuộc chiến toàn thế giới. Ông nhắc lại những bình luận trước đó của mình rằng cuộc chiến ở Ukraine không bao giờ nên xảy ra và mô tả nó là thật khủng khiếp. Đồng thời, cựu Tổng thống cũng phát thảo kế hoạch tái thiết quân đội Hoa Kỳ mà ông cho là tốt nhất thế giới nhưng lại bị giam cầm bởi những người thức thời ở vị trí cao nhất. Cựu Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng rằng ông sẽ giành chiến thắng trong một chiến thắng áp đảo quá lớn để gian lận và đánh bại chương trình nghị sự cực tả của Phó Tổng thống kiêm ứng cử viên đảng Dân Chủ Kamala Harris. Barron Trump, con trai út của cựu Tổng thống Donald Trump, làm cố vấn podcast không chính thức cho cha mình. Barron Trump có thể không xuất hiện trong chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump khi thân phụ của cậu vận động sự ủng hộ của cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống. Nhưng chàng trai 18 tuổi có một vai trò không chính thức, đó là cố vấn podcast, tức truyền thanh và truyền hình kỹ thuật số cho cựu tổng thống. Đài ABC News đưa tin thứ Bảy 26 tháng 10. Chiến lược của cựu tổng thống đã chuyển biến kể từ khi ông thành công trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc hồi năm 2016. Và vào thời điểm đó, phần nhiều các cuộc xuất hiện trên truyền thông của cựu tổng thống là trên truyền hình. Bây giờ thì cựu tổng thống Trump thực hiện các cuộc truyền thanh và hình trên podcast chỉ dựa vào các số liệu do YouTube cung cấp. Nhiều podcast cũng đăng nội dung của họ trên nền tảng phát trực tuyến dưới dạng video. Cựu tổng thống Trump đã kết nối với được nhiều cử tri theo cách này. Cuộc phỏng vấn của cựu tổng thống Donald Trump trên chương trình của truyền thông mạng streamer Ed Dinrose đã có hơn 2 triệu 600 ngàn người xem kể từ ngày 5 tháng 8. Lần xuất hiện của cựu tổng thống Donald Trump trong chương trình This Past Weekend with Dearborn đã có hơn 14 triệu lượt xem kể từ ngày 20 tháng 8. Buổi trò chuyện của ông trên Flavorland đã thu hút hơn 5 triệu 700 ngàn người xem kể từ ngày 9 tháng 10 và cuộc trò chuyện của ông trên PBD Podcast đã thu hút hơn 2 triệu 700 ngàn người xem kể từ ngày 17 tháng 10. Là người thuộc thế hệ Z, Barron là con út trong số 3 người con trai của cựu tổng thống, chính là người giới thiệu người cha 78 tuổi của mình với phương tiện truyền thông mới này. Một nguồn tin thân cận của cựu tổng thống cho đài ABC News biết, YouTuber cũng là nhà đô vật Logan Paul được Barron coi trọng hơn hết. Và podcast Impulsive của cậu là podcast đầu tiên có cựu tổng thống Donald Trump xuất hiện từ tháng 6. Đó là một phần trong cố gắng của cựu tổng thống để kết nối được với cử tri trẻ tuổi, những người có thể vẫn đang tự xác định vị thế của mình hoặc đang khởi sự xây dựng gia đình và đang chú tâm đến các chủ đề như việc làm, kinh tế, tình hình biên giới và an ninh quốc gia. Bà Hillary Clinton cho rằng mình đã thua vào năm 2016 là vì cựu giám đốc FBI. Cựu ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ Hillary Clinton đã nói vào ngày thứ Năm rằng Phó Tổng thống Harris có ít nhất một lợi thế lớn so với bà trong cuộc chạy đua vào năm 2016 là không có James Comey chờ đợi trong cánh gà để đánh bể đầu gối của quý bà dám tranh cử tổng thống. Phát biểu với Kylan Collins của CNN, cựu thượng nghị sĩ New York được hỏi Harris có thể làm gì để tránh lặp lại số phận thua cuộc trước cựu tổng thống Trump. Bà cho biết ít nhất bà Harris không phải đối phó với cựu giám đốc FBI, người đã tuyên bố khét tiếng vài ngày trước cuộc bầu cử năm 2016 rằng ông sẽ mở lại cuộc điều tra về máy chủ email riêng của bà Clinton từ thời bà còn là ngoại trưởng. Trước hết, tôi không nghĩ bà ấy có Jim Comey chờ đợi trong cánh gà để hạ bệ bà. Vì vậy điều đó là tốt, Clinton nói. Tôi nghĩ bà ấy đang làm những gì bà ấy cần làm. Nhiều đảng viên đảng Dân Chủ đã đổ lỗi cho Comey về việc cựu Tổng thống Donald Trump đã đánh bại ứng cử viên Clinton, người đã dẫn trước ông trong các cuộc thăm dò trong những tuần trước cuộc bỏ phiếu năm 2016. Cuộc điều tra mới lại của ông Comey là một trong những câu chuyện lớn nhất của cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2016. Cựu đệ nhất phu nhân Clinton cũng thảo luận về nền tảng của bà Harris, nói rằng bà vẫn phải đối mặt với 2 tiêu chuẩn trong cuộc đua, mặc dù đã có sự tiến bộ cho phụ nữ trong chính trị.
Gần như có một sự mặc định trong báo chí khi mọi người quay lại và nói, được rồi, ít nhất Harris đang cố gắng trả lời các câu hỏi và bà ấy đang đưa ra chính sách thật sự. Vì vậy, hãy đi chỉ trích bà ấy và bảo đảm rằng chúng ta biết chính xác những gì bà ấy đang nói. Bà Clinton nói thêm rằng hiếm khi báo chí lại đi theo Donald Trump theo cách tương tự. 20 thành phố giá nhà sẽ tăng mạnh trước cuối năm 2025. Theo trang Go Banking Race, thị trường nhà đất Hoa Kỳ đầy rẫy những rủi ro tài chính tiềm ẩn. Nhưng nếu bạn đang xem xét mua một khu vực nào đó, bạn nên hành động trước khi giá nhà vượt quá khả năng tài chính của mình. Mặc dù một số thị trường đã nguội đôi chút sau đợt bùng nổ do đại dịch, nhưng những nơi khác lại đang trên đà gia tăng mạnh mẽ từ nay cho đến cuối năm 2024 và suốt năm 2025. Các yếu tố như chiều hướng di cư, sự mở rộng thị trường việc làm, phát triển hạ tầng và hạn chế nguồn cung cấp nhà ở đều góp phần biến những khu vực tăng trưởng này thành điểm nóng của nhà cửa. Go Banking Race đã thực hiện một nghiên cứu để tìm ra những thị trường đang phát triển nhanh dựa trên giá trị nhà tăng lên từng năm. Sự tăng trưởng từ năm 2023 đến năm 2024 được sử dụng như là một chỉ dấu dự báo tốt về cách các thị trường này sẽ tiếp tục phát triển vào năm 2025. 20 thị trường nhà đất dự đoán sẽ tăng trưởng trong năm 2025. Thứ nhất là Rockford, Illinois, giá nhà trung bình của tháng 8 năm 2023 là 176.316 đô la, giá trung bình tháng 8 năm 2024 là 195.509 đô la. Thứ hai là Syracuse, New York, giá trung bình tháng 8 năm 2023 là 215.526 đô la, giá trung bình tháng 8 năm 2024 là 238.689 đô la. Thứ ba là San Jose, California, giá trung bình tháng 8 năm 2023 là 1.411.721 đô la, giá trung bình tháng 8 năm 2024 là 1.562.939 đô la. Thứ tư là Hartford, Connecticut, giá trung bình tháng 8 năm 2023 là 333.625 đô la, giá trung bình tháng 8 năm 2024 là 365.085 đô la. Thứ năm là Binghamton, New York, giá trung bình tháng 8 năm 2023 là 169.454 đô la, giá trung bình tháng 8 năm 2024 là 185.020 đô la. Tại New Haven, Connecticut, giá trị nhà trung bình của tháng 8 năm 2023 là 342.728 đô la, giá trung bình tháng 8 năm 2024 là 372.992 đô la. Tại Atlantic City, New Jersey, giá trị nhà trung bình tháng 8 năm 2023 là 332.870 đô la, giá trị nhà trung bình tháng 8 năm 2024 là 361.554 đô la. Tại Trenton, New Jersey, giá nhà trung bình tháng 8 năm 2023 là 389.573 đô la. Vào tháng 8 năm 2024, giá trung bình là 423.014 đô la. Tại Bridgeport, Connecticut, giá nhà trung bình tháng 8 năm 2023 là 578.561 đô la. Và tháng 8 năm 2024, giá trị nhà trung bình là 626.365 đô la. Tại Norwich, Connecticut, giá trị nhà trung bình của tháng 8 năm 2023 là 359.126 đô la và tháng 8 năm 2024 giá trung bình là 388.652 đô la. Tại San Diego, giá nhà trung bình tháng 8 năm 2023 là 872.580 đô la và đến tháng 8 năm 2024 giá trung bình là 942.645 đô la. Tại Kingsport, Tennessee, giá nhà trung bình tháng 8 năm 2023 là 216.353 và tháng 8 năm 2024 là 233.467 đô la. Ngoài ra, những thành phố cũng được dự đoán là giá nhà sẽ tăng bao gồm Rochester, New York, Manchester, New Hampshire, Utica, New York, Providence, Rhode Island, Worcester, Massachusetts, Scranton, Pennsylvania, Youngstown, Ohio và Green Bay, Wisconsin. Một công ty ở California dùng trí tuệ nhân tạo để giả mã ngôn ngữ động vật.
Công ty tọa lạc tại khu vực phía đông vịnh của miền Bắc California đang dốc sức áp dụng trí tuệ nhân tạo AI để tìm hiểu cách thức giao tiếp của các loài động vật theo NBC. Đề án nghiên cứu các loài động vật trên trái đất ESP khởi sự tại Berkeley cho biết rằng hàng tỷ đô la đã được đầu tư nhằm nghiên cứu AI ảnh hưởng đến con người ra sao, còn ESP áp dụng AI để giúp xã hội tìm hiểu thêm và giải mã cách thức động vật nói chuyện với nhau. Tổ chức bất phụ lời lắng nghe âm thanh động vật phát ra trong thiên nhiên và sau đó dùng trí tuệ nhân tạo để thu thập tất cả dữ liệu để tìm hiểu xem chúng đang nói gì với nhau. Chúng tôi đeo ba lô cho các loài chim để thu lại hình thức di chuyển của con vật, những gì chúng nói với nhau. Chúng tôi cũng đặt máy quay phim, từ đó chúng tôi thu thập tất cả những dữ liệu đó để AI bắt đầu đưa ra gợi ý rằng chim cha mẹ nói với chim con nghe những gì trước khi rời tổ. Aza Raskin, chủ tịch của ESP cho biết, Jared Blumenfeld, chủ tịch quỹ Waverly tại vùng vịnh cho biết, đây là một đề án giúp ích rất nhiều cho lĩnh vực kỹ nghệ trong thiên nhiên. Tin từ Canada, hai vợ chồng luật sư đã bị kết án 30 ngày tù tại nhà tù vì không nộp hồ sơ biển thủ 6 triệu 500 ngàn đô la. Hai vợ chồng luật sư ở Toronto đã bị kết án tù vì tội khinh thường tòa án sau nhiều tháng không tuân thủ lệnh cung cấp hồ sơ và tin tức về hàng triệu đô la tiền quỹ bị mất khỏi tài khoản ủy thác công ty của họ. Vợ chồng Nicholas Cartel và Singapore đã bị ra lệnh vào ngày thứ Sáu, phải chịu án 30 ngày tại nhà tù. Bản án của Cartel có hiệu lực ngay lập tức. Ông bị một viên chức tòa án còng tay và đưa ra khỏi phòng xử án ở Toronto ngay sau 2 giờ rưỡi chiều. Bùi sẽ thụ án ngay sau Cartel bắt đầu từ ngày 26 tháng 11. Hai vợ chồng và công ty luật của họ Cartel & Bùi LLP đã bị 25 người mua và bán nhà kiện sau khi hơn 6 triệu 500 ngàn đô la tiền của họ biển thủ từ tài khoản ủy thác của công ty, chủ yếu là đến từ tháng 4 tới tháng 12 2023. Nhiều nguyên đơn trong số đó đã nhận được phán quyết mặc định. Thẩm phán cho biết ông sẽ không chỉ đơn giản ra lệnh phạt tiền vì tội coi thường tòa án vì hai luật sư đã nợ các nguyên đơn hàng triệu đô la. Hàng ngàn quân nhân của Bắc Hàn đã đến Kursk để giúp quân Nga đẩy lùi quân Ukraine. Tổng thống Nga Putin nói Nga sẽ đáp trả nếu phương Tây giúp Ukraine tấn công sâu vào nước Nga. Hàng ngàn quân nhân Bắc Hàn đến Kursk Oblast để giúp đỡ Nga đẩy lùi cuộc tấn công của lực lượng phòng vệ Ukraine, theo New York Times. Lưu ý rằng, quân nhân Bắc Hàn vẫn chưa tham gia chiến đấu, hiện vẫn chưa rõ họ đóng vai trò gì ở tiền tuyến. Theo các viên chức giấu tên, bất cứ lực lượng quân đội Bắc Hàn đáng kể nào cũng sẽ cho phép Nga giữ nhiều lực lượng hơn ở miền đông Ukraine, nơi họ có thể tập trung vào việc chiếm giữ càng nhiều lãnh thổ càng tốt trước khi mùa đông tới. Tình báo Nam Hàn tuyên bố rằng Bắc Hàn đã đưa 3.000 quân đến Nga trong số 10.000 quân đã hứa. Theo tình báo ngày 27 và 28 tháng 10, Nga sẽ khai triển những người lính Bắc Hàn đầu tiên đến các vùng chiến sự. Tổng thống Putin đã nói vào ngày Chủ nhật ngày 27 tháng 10 rằng Bộ Quốc phòng Nga đang nghiên cứu các cách thức khác nhau để đáp trả nếu Hoa Kỳ và các đồng minh NATO giúp Ukraine tấn công sâu vào bên trong nước Nga bằng hỏa tiễn tầm xa của phương Tây. Cuộc chiến của Ukraine kéo dài 2 năm rưỡi đã gây ra cuộc đối đầu lớn nhất giữa Nga và phương Tây kể từ những giai đoạn căng thẳng nhất thời chiến tranh lạnh, và các viên chức Nga cho rằng cuộc chiến hiện đang bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất. Nga đã đưa tín hiệu với Hoa Kỳ và các đồng minh trong nhiều tuần nay rằng nếu họ cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga bằng hỏa tiễn do phương Tây cung cấp, Nga sẽ coi đó là một sự gia tăng đáng kể. Ông Putin từng nói vào ngày 12 tháng 9 rằng việc phương Tây bật đèn xanh cho một bước đi như vậy sẽ đồng nghĩa với các nước NATO, Hoa Kỳ và các nước châu Âu tham gia trực tiếp trong cuộc chiến Ukraine, vì hạ tầng quân sự và nhân sự của NATO sẽ phải dính líu vào việc nhắm mục tiêu và phóng đi các hỏa tiễn. Các lực lượng Nga mới giành quyền kiểm soát thị trấn khai thác than Selido ở vùng Donetsk của Ukraine chỉ sau hơn một tuần kể từ đợt tấn công đầu tiên vào thị trấn này. Tin từ Anh Quốc, những kẻ lừa đảo lấy đi một lượng lớn phô mai cheddar làm bằng thủ công trị giá 400.000 đô la. Neo's Yard Dairy thông báo trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng những tên trộm đóng giả là nhà phân phối buôn bán hợp pháp cho một nhà bán lẻ lớn của Pháp đã đặt mua hơn 950 bánh phô mai Hartford, Westcombe và Pinsford bọc bằng vải. Hãng tiết lộ rằng phô mai bị mất trị giá khoảng 390.000 đô la. Neo's Yard Dairy đã giao 22 tấn phô mai cheddar trước khi nhận ra nhà phân phối bán buôn là hàng giả.
Nhà bán lẻ sữa cho biết họ đã trang trải chi phí từ vụ trộm cắp ảnh hưởng đến các nhà sản xuất phô mai nhỏ hơn. Họ cho biết, bất chấp cú sốc về tài chính đáng kể, chúng tôi vẫn tôn trọng cam kết của mình với các nhà cung cấp mức độ nhỏ và trả đầy đủ cho cả ba nhà sản xuất phô mai thủ công. Nhà bán lẻ cho biết họ đang làm việc với cơ quan thực thi pháp luật và yêu cầu người dân cảnh giác với các loại cheddar bọc vải trong 22 pound và 52 pound. Đợt dội bom của Israel làm Iran chậm một năm sản xuất hỏa tiễn. Cuộc tấn công gần đây nhất của Israel được cho là đã giáng một đòn mạnh vào năng lực sản xuất hỏa tiễn của Iran, Sky News Arabia đưa tin, trích dẫn nguồn tin từ Israel. Theo hãng truyền thông này, thiệt hại có thể làm chậm cố gắng khôi phục hỏa tiễn của Iran khoảng một năm. Đài truyền hình nhấn mạnh rằng các viên chức Israel tin rằng cuộc tấn công nhắm vào các địa điểm quân sự của Iran, những địa điểm thiết yếu để giữ sức mạnh của hỏa tiễn của Iran vì họ đã tấn công vào các trung tâm quan trọng để sản xuất nhiên liệu rắn cho hỏa tiễn đạn đạo. Mặt khác, theo quân đội Iran, số người chết trong cuộc không kích vào sáng sớm của Israel vào các căn cứ quân sự của Iran đã gia tăng lên 4 người. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ ngừng cung cấp vũ khí cho Đài Loan và ngừng những hành động nguy hiểm của mình tại eo biển Đài Loan. Người phát ngôn tuyên bố rằng việc cung cấp vũ khí cho Đài Loan là hành vi vi phạm trực tiếp chính sách một Trung Quốc và ba thông cáo chung của Trung Quốc và Hoa Kỳ, đồng thời vi phạm chủ quyền của Trung Quốc. Trung Quốc cũng lưu ý thêm rằng, bằng cách cung cấp vũ khí cho Đài Loan, Hoa Kỳ đã gửi một thông điệp sai lầm nghiêm trọng đến các lực lượng ủng hộ độc lập trên hòn đảo này. Đồng thời Trung Quốc tuyên bố sẽ không ngần ngại bảo vệ chủ quyền và an ninh của mình. Ngũ Giác Đài vào ngày thứ Sáu cho biết, Hoa Kỳ đã phê duyệt gói bán vũ khí trị giá 2 tỷ đô la cho Đài Loan, bao gồm cả việc chuyển giao lần đầu tiên tới hòn đảo này một hệ thống hỏa tiễn phòng không tân tiến đã được thử nghiệm trên chiến trường ở Ukraine, bao gồm cả hỏa tiễn đất đối không tân tiến, hệ thống hỏa tiễn và radar. Thỏa thuận này đang chờ sự chấp thuận của Quốc hội. Trong một tuyên bố vào cuối ngày thứ Bảy, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ lên án mạnh mẽ và kiên quyết về việc buôn bán này và đã gửi công hàm phản đối chính thức tới Hoa Kỳ. Thêm Việt Nam nộp 1 triệu 300 ngàn đô la khắc phục hậu quả, chồng của bà Trương Mỹ Lan được gỡ phong tỏa tài sản. Một tuần trước phiên xét xử phúc thẩm của bà Trương Mỹ Lan diễn ra ở Sài Gòn, ông Chu Lập Cơ, chồng của bà, được tòa tuyên bố hủy bỏ phong tỏa tài sản ngân hàng sau khi đã nộp 33,3 tỷ đồng, là 1 triệu 300 ngàn đô la tiền khắc phục hậu quả. Ông Chu quốc tịch Hồng Kông, Trung Quốc, hiện đang thụ án tổng cộng 11 năm tù sau 2 lần hầu tòa cùng vợ, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Theo tờ báo trong nước ngày 27 tháng 10, sau khi hai vợ chồng bà Lan bị bắt, nhà chức trách đã phong tỏa tài sản của ông Chu Lập Cơ. Sau khi hầu tòa sơ thẩm, ông Chu đã nộp lại số tiền này mà không bị cáo buộc giúp sức cho vợ rửa tiền. Do phán quyết vụ án này kết luận rằng không có nghĩa vụ bồi thường dân sự, nên ông được gỡ lệnh phong tỏa tài khoản ngân hàng của mình. Cùng thời điểm thì tòa án cũng ra lệnh hủy bỏ ngăn chặn giao dịch đối với tài khoản ngân hàng của ông Trương Mễ, em trai ruột của bà Lan, đang có số dư là 10 tỷ đồng, là khoảng 394.000 đô la. Việc này được giải thích rằng quá trình điều tra chưa đủ căn cứ xác định tài khoản ngân hàng của ông Trương Mễ có liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Mặt khác, bà Ngô Thanh Nhã, vợ của ông Mễ, đã nộp 10 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho chồng mình. Bà Nhã cho biết ông Trương Mễ bị bệnh nặng và đang điều trị ở ngoại quốc nên làm đơn xin tòa hủy bỏ lệnh kê biên đối với tài khoản của chồng để ông chữa trị bệnh. Bà nói thêm rằng số tiền 10 tỷ đồng trong tài khoản của chồng là tài sản mà hai vợ chồng đã tích lũy trong nhiều năm không liên quan đến vụ án. Hồi giữa tháng này, bà Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, bị kết án chung thân sau khi đã lãnh án tử hình hồi tháng 4. Vào ngày 4 tháng 11, bà Trương Mỹ Lan sẽ hầu tòa phúc thẩm ở Sài Gòn sau khi bà kháng cáo cho rằng việc kết án tử hình một người phụ nữ như bà là quá nặng nề và nghiêm khắc. Thưa quý vị, bản tin chính đã kết thúc và sau đây là lá thư tìm người thân. Xin chào Hồng Loan và Bảo Lộc.
tôi muốn tìm ba người trước năm 1975 đã đóng lính cùng tôi tại Hải quân vùng 2. Người thứ nhất là Trung sĩ Nhất Tôn, đóng ở Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 2. Người thứ hai là Trung sĩ Thi, đóng tại Hải đội 2, Bí thư Duyên phòng. Người thứ ba là Trung sĩ Lê Văn Hoàng, đóng tại Hải đội 2, Duyên phòng, quê tại Bà Hạt, Sài Gòn. Có em là Lê Thị Dương, trước năm 1975 đã di chuyển vào Hải đội 5, Phú Quốc. Nếu như quý vị có nghe tin này hoặc có ai biết thì xin hãy liên lạc với tôi số điện thoại 402-560-3225. Bảo Lộc xin được đọc lại số điện thoại của chú là 402-560-3225. Bảo Lộc và Hồng Loan cảm ơn quý vị cùng chia sẻ lá thư của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Lẹ quá, gần Halloween rồi. Hình như là thứ 6 này phải không? Thứ 5. Thứ 5 là Halloween rồi đó Loan. Thứ 5 là Halloween. Đủ đồ để mặc Halloween không? Nhìn thấy hơi thiếu á. Chục bộ. Có chục bộ à hả? Rồi ngày hôm nay kể một câu chuyện ma quá cho lòng nghe luôn. Ma nữa. Ma nữa. Dạ. Gần tới ngày lễ ma mình phải kể chuyện ma. Dạ. Vui vui để quý vị còn bấm chia sẻ đó mà kiếm được nhiều người thân hơn nữa. Đúng rồi. Có hai con ma tình cờ gặp nhau trong một cái nghĩa trang. Một con mới nhìn con kia cười và nói: "Nhìn cái mặt mày ngu quá. Mày là ma mới phải không?" "Dạ đúng rồi. Em là ma mới." "Ủa, sao chết vậy?" Dạ, em bị ách xì mà em chết." "Cái gì? Mày giỡn mặt với tao hả?" "Chưa bao giờ, hồi đó như vậy, chưa bao giờ tao nghe cái chuyện mà ách xì mà chết hết. Ách xì mà làm sao chết được? Mày kể cho tao nghe coi." Con ma này mới kể lại: "Dạ lúc đó đó, em đứng trong tủ quần áo của bạn gái em. Em chỉ ách xì một cái thôi mà em chết." "Xạo mày, ách xì một cái mà chết, đứng trong sao chết được?" "Dạ, vì đúng lúc chồng của cổ đi làm về. Bởi vì em ách xì đúng lúc chút nào." Lúc đó mà muốn ách xì sao ngưng được ta? Ách xì không ngưng được đâu người. Đúng rồi. Ách xì là phải lớn nhỏ thôi, chứ không phải là không thể nào mà ngưng được. Cái luồng hơi tống ra cái là không cản được. Nhưng mà ách xì mà kiềm chế là cũng là có hại lắm đó. Đúng rồi. Theo lời bác sĩ, này mình nói nghiêm túc. Theo là bác sĩ mà khi mình muốn ác xì mà mình kềm chế cho nó nhỏ lại đó, thì có hại cho sức khỏe. Đúng rồi. Ác xì có nghĩa là cái đề kháng trong cơ thể mình tống những cái con virus vi khuẩn xấu ra ngoài cơ thể. Tống virus xấu mà bị lãnh đạn. Nên chuyện vui nha quý vị. Ok, ngày hôm nay Lộc Loan kính gửi quý vị một số tin tức và nụ cười nhỏ nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Loan Lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và đã chia sẻ cho chương trình của Loan và Lộc. Luôn mong nhận được like, share, subscribe và view từ quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.